Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với beta nha. Trước khi vào review hai cái đơn này, mình có mới cá lóc mới về. Đây, cho mọi người xem. Đó, mới về được mới đây. Ai có nhu cầu thì ghé nha. Mình nhận ship đơn toàn quốc nha, kể cả ngoài đảo luôn nha. Nhận ship toàn quốc kể cả đảo luôn nha. Đó, lóc vây xanh, ai có nhu cầu thì liên hệ mình. Đó, size bự nha. Lóc vây xanh xe bự. Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với BT nha. Thì sáng thì mình đã quay cho mọi người xem một cái đơn cá lóc. Bây giờ chiều nay mình sẽ quay cho mọi người xem hai cái đơn beta nữa. Đó, thì hai cái đơn beta chiều nay sẽ có những beta như thế này. Đây là những chú beta 40k nha, một sẽ tặng một nha. Một con 40k mình sẽ tặng cho mọi người một con máy nha. Đó. Còn đây là beta Hatmul 22k một con. Đơn này hai con 22k, đây là máy tặng kèm đó. Và hai con 40k mình sẽ tặng kèm hai con máy. Rồi cái đơn bên đây đó, cái đơn bên đây thì cũng có hai con đó, cũng có hai con là 40k đấy, hai ba con gì đó đấy. Đó, hai con 40k qua một cái con 22k. Bây giờ đóng vô thùng như thế này nè. Đó, đóng thùng mình keo kỹ. Đây là những hộp thức ăn mà khách đặt thêm đó, mình cũng ăn keo kỹ như thế này đấy, dán kỹ rồi đóng vô thùng rồi gửi đi thôi nha. Đây là hai cái đơn, một cái đơn đó là ở Đắk Lắk, một cái đơn Đắk Lắk, một cái đơn Bình Dương nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Bye bye.